Đầu tiên của chúng ta đó anh chị, là chúng ta đóng góp được gì cho cái ngành này. Em có một công thức kinh điển này. Tiền của chúng ta nó bằng giá trị mà chúng ta trao đi, nhân với cái thời gian mà chúng ta chuyển giao, và nhân với cái quy mô mà chúng ta phục vụ. Và khi mình tham gia vào một cái ngành đó anh chị, cái câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó anh chị, là chúng ta đóng góp được gì cho cái ngành này, nó khác biệt với đôi việc là chúng ta kiếm được gì. Cái này là công thức của sự đóng góp. Anh chị tham gia vào một cái ngành thì anh chị sẽ đóng góp được cái gì, và thị trường có cần không, và số lượng người mình phục vụ là bao nhiêu. Nên khi anh chị tham gia vào thị trường nào đó, anh chị đặt ra câu hỏi là mình mang được giá trị gì cho thị trường này, và làm thế nào để thị trường đón nhận cái giá trị đó của mình, được không ạ? Đó là hai câu hỏi kim chỉ nam mà anh chị phải tham gia vào. Còn nếu như anh chị tham gia mà anh chị nói là tôi cũng có sản phẩm mà tôi cứ bày ra, tôi bán, ai mua thì tôi bán, không có mua thôi. Nên cái câu hỏi hay nó mới mở toang cái cánh cửa của mình ra. Còn không anh chị là nó dừng lại hết tất cả. Chúng ta không thiếu thông tin, chúng ta chỉ thiếu những cái câu hỏi để định hướng cái tâm trí của mình.